Xét nghiệm ADN huyết thống ở bệnh viện nào? Thì hiện nay thông thường khi chúng ta có nhu cầu làm xét nghiệm ADN huyết thống thì chúng ta thường nghĩ ngay đến là tìm kiếm các bệnh viện có làm dịch vụ xét nghiệm ADN. Thế tuy nhiên hiện nay một trong những cái vấn đề là vì một số lý do mà hiện nay đa số các bệnh viện chưa triển khai các cái dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống trong cái danh mục kỹ thuật về các cái loại xét nghiệm tại các bệnh viện, bởi vì một số lý do. Đầu tiên là nó liên quan đến cái lý do cơ bản nhất là xét nghiệm ADN huyết thống không phải là xét nghiệm ADN để sàng lọc và phát hiện các tình trạng bệnh lý. Như chúng ta đã biết là trong các cái danh mục xét nghiệm y học cơ sở hiện nay tại các bệnh viện thì sẽ bao gồm các cái xét nghiệm về vi sinh, hóa sinh, miễn dịch, huyết học, rồi là ký sinh trùng. Thì tất cả những cái nhóm xét nghiệm này nó thuộc nhóm xét nghiệm là được các bác sĩ chỉ định tùy theo chuyên khoa để đánh giá các cái chỉ số sinh học cũng như là phát hiện các cái bất thường về các cái chỉ số, ví dụ như là chỉ số men gan, chỉ số máu, chỉ số hồng cầu, các chỉ số huyết học, rồi thậm chí là chỉ số về các cái vi sinh vật trong cơ thể chúng ta, rồi chỉ số về các cái protein trong huyết thanh, vân vân. Thì các cái xét nghiệm y học cơ bản như vậy thì nó sẽ được phục vụ cho các cái hỗ trợ cho các cái bác sĩ chuyên khoa để có thể là đánh giá được tình trạng bệnh tật của người bệnh. Thì tuy nhiên đối với cái xét nghiệm ADN huyết thống thì chúng ta chỉ phân tích một số lượng giới hạn các cái điểm gen trong cái hệ gen của chúng ta. Vì như chúng ta đã biết là trong mỗi người chúng ta có một cái hệ gen nó lên đến khoảng 25.000 gen khác nhau quy định toàn bộ các tính trạng trong cơ thể chúng ta. Thế tuy nhiên thì khi làm tách chiết ADN để xác minh huyết thống thì chúng ta chỉ xác định đâu đó, ví dụ như là đối với xét nghiệm ADN cha con, mẹ con thì chúng ta chỉ phân tích 24 cái locus gen thôi. Như vậy là về mặt số lượng gen thì nó cũng rất là nhỏ. Và các cái locus gen này thì nó không phục vụ cho việc mà phát hiện ra các cái tình trạng bệnh tật của cơ thể chúng ta. Thế chính vì thế lẽ đó mà hiện nay các cái xét nghiệm ADN huyết thống chưa nằm trong các cái danh mục xét nghiệm y học tại các cái phòng xét nghiệm của các bệnh viện. Và cái lý do thứ hai là về mặt quy trình lấy mẫu cũng như là về mặt các cái loại hóa chất đặc thù cho xét nghiệm ADN huyết thống nó cũng tương đối là đắt và nó khác biệt so với nhóm các xét nghiệm ADN y học thông thường. Và chúng ta biết rằng là hiện nay cái xét nghiệm ADN huyết thống nó dựa trên các cái hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới hiệu năng cao. Nó là những cái xét nghiệm thuộc cái lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ cao. Thế do vậy mà nó đòi hỏi các cái nhân viên kỹ thuật phòng lab cũng sẽ phải được đào tạo cơ bản về các cái kỹ thuật về sinh học phân tử, kỹ thuật về di truyền. Thế rồi là đi kèm theo đó là nó sẽ phải có những cái hệ thống trang thiết bị được đầu tư riêng cho các xét nghiệm ADN huyết thống và nó sẽ phải có những cái quy trình riêng cho các cái xét nghiệm ADN huyết thống này. Thế chính vì thế mà với những cái sự đầu tư các cái hệ thống xét nghiệm giải trình tự gen rất là tiên tiến hiện đại hiện nay thì nó nằm ngoài cái phạm vi ngân sách được đầu tư của đa số các bệnh viện hiện nay. Và do vậy thì hiện nay các bệnh viện mới chỉ tập trung vào các cái đầu tư cho trang thiết bị cũng như là các cái hóa chất kèm theo cho các cái nhóm xét nghiệm truyền thống cơ bản như là như tôi đã vừa nói ở phần trên, đó là vi sinh, hóa sinh, huyết học, miễn dịch, ký sinh trùng đấy. Và ngoài ra thì đối với cái xét nghiệm ADN huyết thống thì cái việc lấy mẫu nó cũng rất là đơn giản, là như tôi đã chia sẻ trong các cái video về các cái mẫu để làm xét nghiệm ADN huyết thống trên kênh của Dr. Hoàng Novagen, thì nếu như quý vị các bạn chưa xem thì chúng ta có thể tham khảo. Thì các cái mẫu cơ bản chúng ta có bốn cái nhóm sinh phẩm có thể tự lấy tại nhà để làm xét nghiệm ADN huyết thống là bao gồm mẫu máu, nhưng mà chúng ta chỉ lấy máu đầu ngón tay thôi. Chúng ta nếu như chúng ta có cái bút thử tiểu đường ở tại nhà thì chúng ta có thể bấm vào cái đầu ngón tay này, chúng ta thấm khoảng 2-3 giọt máu ra cái đầu tăm bông rất là sẵn có tại các gia đình để chúng ta làm xét nghiệm ADN, hoặc là chúng ta có thể cắt móng tay. Đấy, ví dụ như với cái móng tay nó như thế này như của tôi người lớn thì chúng ta có thể cắt lấy khoảng 4 đến 5 cái mảnh móng tay. Đối với trẻ con thì chúng ta có thể cắt móng tay ở cả hai bàn. Thế rồi chúng ta có thể là tự lấy cái nhíp chúng ta nhổ tóc tại nhà. Đấy, chúng ta dùng nhíp này, chúng ta nhổ khoảng 5 đến 6 sợi tóc mỗi người để chúng ta gói vào giấy chúng ta làm xét nghiệm ADN. Hoặc là chúng ta có thể lấy tăm bông để chúng ta lấy cái nước bọt như mặc miệng, như tôi đã giới thiệu là chúng ta đây là phía ngoài thành má thì chúng ta cho tăm bông vào khóe miệng, chúng ta cọ vào phía trong thành má. Thì như vậy chúng ta thấy là đối với lấy mẫu xét nghiệm ADN huyết thống thì chúng ta ngoài việc là chúng ta có thể đến các cái điểm thu mẫu tại các trung tâm xét nghiệm ADN để chúng ta lấy mẫu trực tiếp thì các gia đình chúng ta có thể tự lấy mẫu tại nhà. Thế rồi là chúng ta có các cái nhóm mẫu sinh phẩm đặc biệt để trong trường hợp mà chúng ta cần lấy mẫu bí mật của những người liên quan để chúng ta làm xét nghiệm ADN huyết thống thì chúng ta có thể tự lấy tại nhà, như là các cái mẫu cú rốn, như là các mẫu bàn chải đánh răng, như là các mẫu dịch sinh học,
rồi là các cái đầu mẩu thuốc lá, thìa đũa ăn cơm vân vân. Thì những cái loại mẫu sinh phẩm này thì chúng ta thấy là rõ ràng là đối với cái quy trình lấy mẫu tại bệnh viện thì nó sẽ chưa phù hợp để các cái kỹ thuật viên phòng xét nghiệm tại bệnh viện tiến hành. Bởi vì ví dụ như là lấy mẫu cú rốn, lấy mẫu xương hài cốt, thế rồi lấy mẫu đầu mẩu thuốc lá, bàn chải đánh răng, thế rồi cắt móng tay và nhổ tóc chẳng hạn, phải dùng nhíp, thì rõ ràng là các cái quy trình bệnh viện hiện nay chúng ta thấy là chưa áp dụng. Đấy. Thế rồi là những cái nhiều người lấy mẫu xét nghiệm ADN huyết thống thì do là các cái cháu bé còn nhỏ, ví dụ như là các trẻ sơ sinh mới sinh được vài ngày tuổi, thì nếu khi có nhu cầu làm xét nghiệm ADN huyết thống với cái người cha giả định, thì đối với các cái trung tâm như là trung tâm xét nghiệm ADN Novagen thì chúng tôi có thể đến tận nơi thu mẫu tại nhà trên toàn quốc. Thế nhưng mà đối với các bệnh viện thì khi triển khai cái dịch vụ thu mẫu tại nhà thì điều đó là rất khó khăn, bởi vì các cái nhân lực của các cái phòng xét nghiệm tại các cái bệnh viện cũng như là các cái trung tâm y tế hiện nay rất là hạn chế. Đấy. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba mà hiện nay các bệnh viện chưa triển khai được các cái dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống, đó chính là về mặt cái quy trình xử lý thông tin dữ liệu ADN cũng như là các cái việc mà bảo mật thông tin một cách tuyệt đối cho các cái khách hàng làm xét nghiệm ADN huyết thống. Vì như chúng ta đã biết là hiện nay đối với cái quy trình làm xét nghiệm thì khi giả sử khi chúng ta có nghi ngờ một tình trạng bệnh lý nào đó thì chúng ta sẽ đến cái bệnh viện, chúng ta phải đăng ký khám, sau đó chúng ta sẽ phải đến các cái phòng của các bác sĩ chuyên khoa để các bác sĩ chỉ định cho chúng ta làm các cái xét nghiệm trước, sau đó chúng ta sẽ cầm cái phiếu hẹn đó để chúng ta đi từng các cái chuyên khoa một để chúng ta lấy mẫu. Chúng ta có thể đến bộ phận lấy mẫu máu, chúng ta đến bộ phận lấy nước tiểu, chúng ta đến bộ phận lấy nội soi tiêu hóa vân vân. Thì các cái thông tin của chúng ta khi mà chúng ta hiển thị trên các cái phiếu xét nghiệm đó nó đều được thể hiện đầy đủ. Thế nhưng đối với cái quy trình thu mẫu của xét nghiệm ADN chẳng hạn, thì nhiều khi đối với mẫu dân sự chẳng hạn, thì để đảm bảo cái yếu tố bảo mật thông tin thì các cái đơn vị xét nghiệm có thể cho phép gia đình là tự lấy mẫu tại nhà và ghi mã hóa các cái loại mẫu, ví dụ như là mẫu A, mẫu B, mẫu B, mẫu C, hoặc là mẫu bố, mẫu con, chứ chúng ta không cần làm các cái ghi họ tên đầy đủ chẳng hạn. Thế còn đối với cái nhóm xét nghiệm ADN pháp lý thì chúng ta lại phải có cái việc là ngoài việc lấy mẫu thì chúng ta phải thu thập cái giấy tờ cá nhân của từng người liên quan. Người lớn thì chúng ta phải chụp lại căn cước công dân hoặc là hộ chiếu, trẻ con thì chúng ta phải chụp lại cái giấy chứng sinh. Thế rồi là chúng ta lại phải có cái bước là chúng ta chụp ảnh chân dung của mỗi người. Thế rồi là đối với người lớn mà khi mà làm pháp lý thì chúng ta lại phải từ trẻ 18 tuổi trở lên và người lớn thì chúng ta phải có bước là lấy dấu vân tay để chúng ta đưa vào cái bản hồ sơ đăng ký xét nghiệm. Thế rồi là để đảm bảo cái yếu tố bảo mật thông tin thì chúng ta sẽ có các cái đơn vị xét nghiệm ADN hiện nay sẽ có những cái quy trình đặc thù để đảm bảo bảo mật cái dữ liệu về ADN của từng người một cách tuyệt đối. Thế chính vì thế mà hiện nay khi mà áp cái tiêu chuẩn là đảm bảo cái bảo mật thông tin vào các cái quy trình xét nghiệm tại các bệnh viện thì chúng ta thấy là hiện nay nó cũng rất là khó để áp dụng một cách tuyệt đối. Đấy. Thì với những cái lý do như vậy thì chúng ta thấy rằng là hiện nay các cái đa số bệnh viện hiện nay đều chưa triển khai cái dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống tại các bệnh viện, các cái phòng xét nghiệm của bệnh viện. Vậy thì chúng ta nên làm xét nghiệm ADN huyết thống tại đâu để đảm bảo cái tính hợp pháp? Thì hiện nay chúng ta thấy là cái mô hình làm xét nghiệm ADN huyết thống hiện nay nó giống như mô hình công chứng, có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái đơn vị ở cấp nhà nước theo ngành dọc của lĩnh vực xét nghiệm ADN huyết thống, đó chính là ba cái đơn vị cấp nhà nước là cái Viện Khoa học Hình sự. Thì chúng ta các đơn vị này thì sẽ chuyên nhiệm vụ là giám định ADN trong các cái vụ án. Thế rồi Viện Pháp y Quân đội là cái đơn vị mà chuyên làm giám định ADN cho các cái trường hợp mà trong lĩnh vực quân đội quản lý cũng như là giám định ADN hài cốt liệt sĩ. Thế rồi là Viện Pháp y Quốc gia là những cái đơn vị mà làm giám định ADN trong các trường hợp mà thiên tai hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích, rồi là những cái xét nghiệm ADN trong cái lĩnh vực pháp y theo ngành dọc của Bộ Y tế. Và ngoài ba đơn vị này ở cái mức độ cấp nhà nước làm cái nhiệm vụ là trọng tài ở cấp cao nhất theo ngành dọc của xét nghiệm ADN trong các cái nhiệm vụ được giao, thì chúng ta còn các cái đơn vị mà xét nghiệm ADN ngoài nhà nước là nằm trong cái lĩnh vực hoạt động là cung cấp các cái dịch vụ khoa công nghệ do Bộ Khoa công nghệ cấp phép. Và trong các cái nhóm dịch vụ khoa công nghệ thì nó có cái dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống là cái dịch vụ mà dựa trên cái công nghệ gen và cái công nghệ sinh học mà được nhà nước cho phép. Và do vậy thì hiện nay chúng ta thấy là khi chúng ta có nhu cầu làm xét nghiệm ADN huyết thống chẳng hạn, thì ngoài các đơn vị nhà nước để chúng ta làm trong các trường hợp mà chúng ta cần cái tính pháp lý cao, cần trong các cái vụ án cũng như là cần trong các cái tranh chấp mà chúng ta cần phải có cái việc mà can thiệp của tòa án cũng như là của các cái vụ án, thì chúng ta có thể là
khi mà làm các cái mục đích xét nghiệm ADN huyết thống dân sự để chỉ biết kết quả nội bộ gia đình, hoặc là làm các cái xét nghiệm ADN huyết thống để phục vụ cho các cái mục đích làm hành chính như là khai sinh, nhận cha cho con trong trường hợp mà bố mẹ không đăng ký kết hôn, hoặc là trong các cái trường hợp mà xét nghiệm ADN phục vụ cho việc mà nhận cha con, mẹ con, hoặc là xác nhận họ hàng, tìm cái người thân thất lạc, thì khi đó chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN tại các cái đơn vị của nhà nước hoặc là các cái đơn vị mà tư nhân do Bộ Khoa học Công nghệ cấp phép như là trung tâm xét nghiệm ADN Novagen, thì đều đảm bảo cái tính pháp lý như nhau và đều đảm bảo được cái độ chính xác cũng như là cái tính pháp lý của cái bản kết quả xét nghiệm ADN huyết thống đó. Thì như vậy là thông qua cái video này thì hy vọng rằng là quý vị các bạn chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái thẩm quyền làm xét nghiệm ADN huyết thống tại Việt Nam hiện nay. Và nếu như quý vị các bạn có những cái câu hỏi và vấn đề liên quan đến xét nghiệm ADN huyết thống dân sự tự nguyện cũng như là xét nghiệm ADN huyết thống làm khai sinh, rồi là xét nghiệm ADN huyết thống nhận cha cho con, thì chúng ta có thể là liên hệ với cái tổng đài tư vấn của trung tâm xét nghiệm ADN Novagen theo số là hotline là 083-424-3399 như trên màn hình. Tôi xin nhắc lại là 083-424-3399 như trên màn hình, hoặc là chúng ta truy cập vào cái website của trung tâm xét nghiệm ADN Novagen theo địa chỉ là www.novagen.vn như trên màn hình, thì trên đó nó sẽ có đầy đủ các cái thông tin để hỗ trợ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo.